Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu Sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin Tiểu Sử MC Đan Lê. Đan Lê có tên đầy đủ là Nguyễn Đan Lê, sinh năm 1983 tại Hà Nội. Trước khi được biết đến với vai trò là MC và diễn viên, Đan Lê đã từng được biết đến là ca sĩ ở trong nhóm nhạc Nhịp Điệu và Ước Mơ Đến. Là một trong số ít những nghệ sĩ sở hữu nhan sắc tự nhiên trong showbiz, Đan Lê đã luôn gây ấn tượng với khán giả bởi gương mặt đẹp, nụ cười tươi tắn cùng với gu thời trang tinh tế và nhẹ nhàng, nữ tính. Về sự nghiệp của MC Đan Lê, Hot Girl đình đám đất Hà Thành Đan Lê cũng là một trong những cựu sinh viên tài năng của trường Học viện Báo chí. Xinh đẹp, dễ thương, hát hay, nói chuyện có duyên là những điều mà có thể nhận thấy ở Đan Lê. Năm 2002, Đan Lê cùng với Thu Ba, Huyền Linh lập nên nhóm nhạc Nhịp Điệu với phong cách trẻ trung, sôi động. Sau khi rời nhóm Nhịp Điệu vào năm 2003 vì lý do bận học, Đan Lê đã tham gia vào nhóm nhạc Ước Mơ Đến vào năm 2004. Năm 2006, với thân hình thon gọn, gương mặt đẹp tự nhiên không dao kéo, cùng với đôi mắt một mí khá đặc trưng đã giúp cho Đan Lê nhận được nhiều lời mời chụp hình quảng cáo. Tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cô đã trở thành biên tập viên thời tiết của Đài truyền hình Việt Nam. Ngay khi vừa xuất hiện ở chương trình, cô đã trở thành một cái tên gây chú ý bởi gương mặt khả ái, lôi dẫn tự nhiên, thân thiện. Cũng tại đài truyền hình, cô đã bén duyên và kết hôn với biên tập viên Xuân Tùng vào năm 2008. Sau đó, cô cũng không còn cộng tác với VTV nữa mà đã chuyển sang làm tại đài VTC. Một thời gian sau, cô đã chia tay biên tập viên Xuân Tùng vào năm 2011. Cô đã tái hôn với mối tình cũ là đạo diễn Khải Anh. Vượt qua nhiều sóng gió, người đẹp đã tìm được bến bờ bình yên bên người chồng và hai cậu con trai kháu khỉnh. Sau đó, cô tiếp tục ghi dấu ấn tên tuổi trong lĩnh vực điện ảnh như Cầu Vồng Tình Yêu, Con Đường Sáng. Đến nay, với nhan sắc càng rạng rỡ, cô vẫn là gương mặt sáng giá của các nhãn hàng thời trang. Năm 2012, Đan Lê tái xuất điện ảnh với nét trẻ trung, tươi tắn và thân hình thon gọn quyến rũ. Không chọn cho mình những trang phục quá cầu kỳ, diêm dúa hay hở hang nhằm khoe thân, những trang phục mà cô chọn luôn mang tới sự kín đáo, thanh lịch và nữ tính. Năm 2013, ngoài điện ảnh, Đan Lê chuyển sang lĩnh vực kinh doanh thời trang với mong muốn chia sẻ gánh nặng kinh tế cho chồng. U40, Đan Lê vẫn gây thương nhớ bởi sắc vóc không phải dạng vừa đâu. Cho đến thời điểm hiện tại, khi mà nhắc tới cái tên Đan Lê, nhiều khán giả vẫn nhớ tới hình ảnh một cô gái thời tiết xinh đẹp, ăn nói có duyên. Cô cũng được đánh giá là một trong những MC thế hệ đầu của bản tin dự báo thời tiết của đài truyền hình. Ngoài khả năng dẫn chương trình, Đan Lê còn hát hay, diễn phim có hồn, tự nhiên. Nổi tiếng là mỹ nhân có đời sống kín đáo nên biên tập viên Đan Lê rất ít khi xuất hiện hay trả lời phỏng vấn. Nhưng cô vẫn thường xuyên tương tác với bạn bè và người hâm mộ trên trang cá nhân. Không chỉ được ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, viên mãn bên đạo diễn Khải Anh và hai cậu con trai kháu khỉnh, Đan Lê còn khiến cho chị em trầm trồ vì nhan sắc tươi trẻ, quyến rũ dù đã gần 40 tuổi. Cô đã từng cho biết, bí quyết làm đẹp của mình đó chính là duy trì chế độ ăn uống hợp lý, uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả, rau củ, thịt, ít tinh bột. Người đẹp 8X cũng thay cơm trắng bằng các loại tinh bột tốt như khoai lang, ngô, ngũ cốc. Đồng thời cô dùng chất béo tốt từ quả bơ, cá hồi và các loại hạt. Và cơ thể săn chắc thì cần luyện tập hoặc sản phẩm hỗ trợ làm đẹp. Như mình tối nào khỏe và rảnh thì sẽ gập bụng khoảng 100 cái. Ngoài ra, nếu theo dõi trang cá nhân của Đan Lê sẽ thấy cô là một tín đồ của yoga nhiều năm nay. Mới đây nhất, trong hình ảnh đăng tải công cuộc rèn dáng trên trang cá nhân, Đan Lê đã gây bất ngờ khi có thể thực hiện thuần thục tư thế trồng cây chuối trong yoga. Nhìn vào hình ảnh của bà mẹ hai con thì hội chị em đã đều tỏ ra ngưỡng mộ và hiểu lý do vì sao ở tuổi U40 Đan Lê vẫn giữ được vóc dáng đỉnh cao đến vậy.
Trước đây Đan Lê cũng cho biết cô rất ít vận động, thời son rỗi. Cô chỉ đi bộ và chạy bộ mỗi khi có thời gian rảnh và dù ăn uống thoải mái thì cân nặng cũng chẳng hề tăng. Tuy nhiên, phụ nữ ở độ tuổi ngoài 30 rất dễ tích mỡ nên việc tập luyện càng quan trọng. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi.